thù với con gái thằng này. Mày thấy vậy mày nói đâu chứ vụ một cái dừa tới giờ ông quê ông này. Nó bà mất sáu rồi, nó thiệt luôn, nó dốc ngay chạy chứ lại ông thì vừa ông bỏ nằm ngoài ngoài cho chết luôn. Giờ nó trả lại kìa, tưởng thôi nó đi luôn đó, trả lại đó. Hỏi ra đâu ra hỏi cái vụ như vậy mà cái dừa coi đó hồi nãy nó dốc không. Yeah.